Pipa pipa, chị Bé Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Bé Đỏ và các bé chúng ta hãy theo dõi công chúa Sophia nhé. Như là công chúa Sophia đang chơi cùng với con cỏ phải không nào? Và đã ngã rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với công chúa Sophia của chúng ta đây. Bị thương rất là trầm trọng, có vẻ như vậy không nào? Rồi chúng ta sẽ thay một chiếc áo mới cho Sophia. Và sau khi thay xong thì chúng ta hãy cho Sophia uống giảm đau nào. Rồi hôm nay chị Bé Đỏ và các bé, chúng ta sẽ học cách làm bác sĩ nha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái kẹp này để kẹp những nhành cây ra. Rồi sau khi lấy những nhành cây ra thì chúng ta sẽ làm gì nữa nào? Cho bé ta biết không? Chúng ta sẽ sát trùng vết thương cho Sophia nhé. Đây, chúng ta sẽ nếu chúng ta không sát trùng thì sẽ dễ bị nhiễm trùng thì rất là có hại đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chụp X-quang xem Sophia có bị tổn thương xương ở đâu không nha. Wow, có vẻ là xương bị gãy ở nhiều chỗ phải không nào? Chúng ta hãy soi lại kỹ một lần nữa nha. Rồi, chúng ta đã nói lại một phần xương rồi. Rồi, ở chân nữa nè. Sau khi nói xương cho Sophia xong thì chúng ta phải dùng băng để bó lại như thế này thì mới cố định được vị trí xương và xương mới lành được. Cái này gọi là bó bột đó các bé. Đây. Thật là kỳ diệu phải không nào các bé? Sau khi bó bột xong thì sau một thời gian xương sẽ lành lại. Và bây giờ thì công chúa Sophia đã khỏe rồi. Sau video này thì chị đã nghĩ ra các bé sẽ hình thành được trong đầu của mình một vài khái niệm sơ cứu cũng như là cách chữa trị khi mà mình bị té ngã như thế nào đó. Và các bé ơi, như vậy thì chúng ta phải thật sự cẩn thận khi chơi, khi chạy, khi đứng phải không nào? Để tránh bị tổn thương thì sẽ rất là đau. Video của chị Bé Đỏ đã hết rồi. Nếu các bé cảm thấy yêu thích video của chị Bé Đỏ thì hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bé Đỏ nha. Còn bây giờ chị Bé Đỏ mến chào tạm biệt.